5 lý do chuyên Linh CX10 mua uptrend tới. Công nghệ CCIP. Đây là một công nghệ mới nhất của Chainlink cho phép các blockchain giao tiếp với nhau một cách liền mạch và an toàn. CCIP được sử dụng cho nhiều các mục đích khác nhau, bao gồm chuyển tài sản xuyên chuỗi. CCIP cho phép các tài sản được mã hóa trên cùng một blockchain được chuyển sang một blockchain khác. Ví dụ như là một người có thể sử dụng Bitcoin từ blockchain Bitcoin sang blockchain Ethereum, cung cấp tài sản thế giới thực cho các ứng dụng DeFi. CCIP cho phép các tài sản thế giới thực, chẳng hạn như là bất động sản hoặc là cổ phiếu, được mã hóa và được sử dụng cho các ứng dụng DeFi, tạo ra các thị trường thanh khoản xuyên chuỗi. Thì CCIP cho phép các tài sản được giao dịch trên nhiều blockchain khác nhau. Điều này có thể giúp cải thiện tính thanh khoản cho các tài sản. Thứ hai, đó là Chainlink đã được áp dụng vào đời sống thực tế như thế nào. Ngân hàng ALZ hợp tác với Chainlink chuẩn bị ra mắt stablecoin. Đây là một ngân hàng lớn thứ tư tại Úc và đã thực hiện thành công giao dịch stablecoin trên Chainlink CCIP. Đây là một minh chứng cho thấy các tổ chức tài chính áp dụng CCIP vào các giao dịch stablecoin xuyên chuỗi an toàn. Vai trò của Chainlink và CCIP như là một tiêu chuẩn cho các giao dịch liên ngân hàng cho stablecoin và tài sản thế giới thực được mã hóa. Thứ ba, đó là Chainlink đã hợp tác được với SWIFT. Đây là một tổ chức hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng trên toàn cầu. Và sự kết hợp này cho phép các ngân hàng và các tổ chức tài chính kết nối với các blockchain thông qua CCIP. Mục tiêu của dự án đó là kết nối các cái hệ thống tài chính truyền thống với blockchain, mở ra một cơ hội đưa hàng nghìn tỷ đô la của thị trường tài chính truyền thống vào thị trường crypto. Thì cái sự kiện này sẽ cho phép các tổ chức tài chính truyền thống kết nối với blockchain một cách hiệu quả và an toàn. Thứ tư đó chính là phí giao dịch bằng Linh. Với CCIP, tất cả các giao dịch được thực hiện đều có thể được trả phí bằng đồng Linh. Điều này sẽ khuyến khích người dùng nắm giữ Linh và giúp làm tăng giá trị của token này. Các ngân hàng tổ chức tài chính lớn trên thế giới khi mà sử dụng CCIP của Linh thì đều bắt buộc phải sử dụng Linh làm phí giao dịch. Điều này sẽ làm cho đồng Linh tăng trưởng vượt bậc trong những năm tới. Và thứ năm, đó chính là những cái quỹ nào đã đầu tư vào Chainlink. Andre C. Herozit là một trong những quỹ đầu tư đã đầu tư vào nhiều công ty công nghệ thành công, bao gồm Facebook và Twitter. CQI Capital là một trong những quỹ đầu tư đã đầu tư vào nhiều công ty công nghệ thành công, bao gồm Apple, Google và YouTube. Coinbase Venture, đây là một cái quỹ đầu tư mạo hiểm của Coinbase, là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn, và quỹ này tập trung đầu tư vào các dự án tiền điện tử và blockchain. Google Cloud, đây là một nền tảng điện toán đám mây của Google, và Google đã hợp tác với Chainlink để cung cấp các cái dịch vụ Oracle cho các khách hàng của mình. Oracle là một trong những cái công ty phần mềm lớn. Oracle đã hợp tác với Chainlink để cung cấp các dịch vụ Oracle cho các khách hàng của mình. Oracle đã luôn đóng một phần vô cùng quan trọng trong hầu hết các dự án blockchain, bao gồm DeFi và GameFi. Và Chainlink gần như là nắm một cái thị phần lớn nhất trong cái ngách khi là cơ sở cung cấp dữ liệu cho hầu hết các cái dự án blockchain lớn. Swift là một mạng tài chính lớn trên toàn cầu, và Swift đã hợp tác với Chainlink để kết nối các cái hệ thống của mình với blockchain. Các ông lớn như là Ngân hàng Thế giới và các quỹ đầu tư mạo hiểm đã đầu tư vào Chainlink, và Phúc thì đang gom hàng tuần, hàng tháng, DCA liên tục để có thể mua Chainlink với một cái mức giá thấp nhất. Cầm chắc Chainlink cho đến tháng 4 năm 2025 sẽ bán. Đây là một kèo giàu sang, đỉnh của Chainlink hôm nay nhưng sẽ là đáy của một năm nữa.